Xin chào tất cả anh em nha. Nay Nông Cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu với mấy anh em một chiếc siêu phẩm máy cày Yanma F535. Yanma F535. Rào xúc, rào tháo lắp nhanh luôn nha. Rào đề mới. Đây, tháp cao. Đó. Con này là đẹp xuất sắc. Đây, cầu trước của nó nè. Anh em có thể thấy không? Cầu trước khô ráo. Cái này nó đang đi cái vỏ trước là vỏ là 8320. Đây, 8320. Vỏ piston. Dài gốc đồ còn rất là đẹp luôn. Và vỏ sau của nó sẽ đi vỏ là BKT 12432. 12432. Vỏ BKT. Con này bốn cái vỏ đẹp lắm anh em. Đó, anh em có thể thấy không? Đó, rất là đẹp. Dài còn cao. Ốc 10.9 nữa. Toàn bộ nhìn hết. Con này nó đang xài cái cabin và Kumasit nè anh em. Cái cabin này em cực kỳ thích luôn, nó rất là đẹp. Nó đẹp lắm. À, anh em nhìn xa nè. Power quarter đó là của hãng Yanma. Kiến nè, kiến này là kiến nguyên khối luôn nè, đóng chữ Yanma luôn nè. Kiến này là kiến nguyên khối. Đây, chi tiết anh em thấy không? Còn đẹp, mới tinh. Kiến của hậu. Con này nó đang kéo theo cái dàn nếp lô. Đây, dàn nếp lô Tari 1m6, 1m8 nha anh em, sorry anh em. Nếp lô 1m8. Dàn dao có ấy. Đây, dao có cái miếng thép này là để nó chống mòn nè anh em. Dàn này thì anh em xới nước cũng được, xới khô cũng được. Dàn đẹp lắm anh em. Pin luôn. Về theo xe luôn. Rồi. Sọ. Hầu như là dàn xới thì em thấy là nếp lô là nó đứng nhất rồi. Đây, bánh tì. Rồi cái dàn mâm của nó, cái dàn đít của nó nè. Anh em thấy không? Mê hồn. Anh em thấy không? Cái dàn xới ở trên nè, dán chui vô. Rất là đẹp. Bốn cái vỏ đẹp lắm anh em. Không che vào đâu được. Đây, Lotno Yoshida Hokkaido Gia Băng. Thanh Kiều Very Much. Cảm ơn bạn rất nhiều đã mua sản phẩm ủng hộ. Theo em nghĩ là như vậy. À, kiến nè, em thấy không? Cửa đóng rồi. Thích. Chắc nắp. Đúng không? Rồi, về cái khoang nội thất của Yanma là anh em biết rồi. Không thấy che vô đâu. Đây. À, đầu tiên sẽ là em mở cái máy lạnh ra cho tao mát. Đây sẽ là cái radio. Cái con băng trên đây. Băng này nó xài băng này để. Cái băng này. Cái xét này thì nó nghe. Số gì đó cái phần này. Đây là đèn. Đèn trên, đèn sau của cabin. Đây là công tắc ấy nè. Đây máy lạnh. Máy lạnh cho anh em bật, cứ bật hết qua bên đây là lạnh rồi. Còn qua bên đây nó kêu cái cạch đó là máy nóng nha anh em. Đây máy lạnh. Đây ba chế độ. Mạnh yếu chưa. Đây là hai cái nè. Đây hai cái là bốn nè. Trên đây đây nè. Đây nó chỉnh gió đây nè. Trên này vẫn chỉnh được luôn nè nè nè. À cái này là chỉnh ngắt gió. À mở ra hết nè. À chịu vô. Đây loa lọc. Đây hệ thống số thì nó có sẽ là 3 tầng nhanh chậm nè. Và đây sẽ là 1, 2, 3, 4 số. Vậy là tương ứng mình sẽ là 12 số tiến và 12 số lui.
trồng xuống. Cái gạo này đã lắm anh em, tháo lắm nhanh. Vàng ti là nó lên nhịp nhàng anh em đó. Gạo bởi vì gạo xúc tin trên xe thì nó có cái lợi thế như vậy. Chứ còn mà gạo mà mình độ chế lên thì nó không có tuyệt vời bằng cái tim. Cái gì tim thì nó cũng ok hết anh em. Cái đó là cái điều tất nhiên thôi. Đạp lên cái lại chạy thôi. Chơi giờ đâu.